Xin chào các bạn nhé, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Các bạn thân mến, trong bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học địa lý lớp 9 nhé. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu các ngành kinh tế thế mạnh của vùng Tây Nguyên nha. Tổng sản phẩm trên địa bàn vùng Tây Nguyên tăng nhanh, chiếm khoảng 3,7% GDP cả nước vào năm 2021. Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp và xây dựng. Đây chính là bảng cơ cấu GDP theo giá hiện hành của vùng Tây Nguyên giai đoạn 2010 đến năm 2021. Về nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản, năm 2010 đạt 38,3%, 2015 đạt 37,2%, 2021 chỉ còn 34,7%. Với ngành công nghiệp và xây dựng thì năm 2010 là 15,7%, 2015 là 17,5%, 2021 là 20%. Với ngành dịch vụ, 2010 là 40,3%, 2015 là 40,1%, 2021 là 39,9%. Thuế sản phẩm từ trợ cấp sản phẩm, 2010 là 5,7%, 2015 là 5,2% và 2021 là 5,4%. Đó là theo nguồn của Liên giám thống kê các tỉnh năm 2011, 2016 và 2022. Kinh tế Tây Nguyên phát triển đa dạng, nổi lên một số ngành kinh tế thế mạnh là phát triển công nghiệp lâu năm và cây ăn quả, lâm nghiệp, công nghiệp sản xuất điện, du lịch. Với sự phát triển cây công nghiệp lâu năm và cây ăn quả, Tây Nguyên là vùng cây chuyên canh cây công nghiệp lâu năm lớn của nước của cả nước. Năm 2021, diện tích cây công nghiệp lâu năm của Tây Nguyên thì chiếm 40% tổng diện tích cây công nghiệp lâu năm của cả nước. Các cây công nghiệp lâu năm chính của vùng đó là cà phê, hồ tiêu, điều, cao su. Trong đó cà phê là cây trồng chủ lực. Cà phê đứng đầu cả nước về diện tích và sản lượng, chiếm 90% diện tích và sản lượng cà phê cả nước, được trồng nhiều ở Đắk Lắk, Đắk Nông và Gia Lai. Cao su và điều thì có điều có diện tích và sản lượng đứng thứ hai cả nước sau vùng Đông Nam Bộ, chiếm hơn 25% diện tích cao su và điều của cả nước. Trong đó cao su được trồng nhiều nhất ở Gia Lai, trồng nhiều điều được trồng nhiều nhất ở Đắk Lắk. Bài học của mình hôm nay sẽ dừng lại ở đây nhé. Các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi những bài học tiếp theo của mình nha. Bye bye.